Với gói vay tín chấp MB Bank, bạn không cần thế chấp tài sản, lãi suất vay chỉ từ 12,5% một năm với thời hạn thanh toán 60 tháng. Đặc biệt, hạn mức cho vay cao lên đến 500 triệu đồng. Vậy vay tín chấp MB Bank là gì? Lãi suất và điều kiện đăng ký vay trong năm 2022 có gì thay đổi? Theo dõi tiếp cùng VnCas 24 giờ để biết thêm thông tin nhé. Vay tín chấp MB Bank là gì? Vay tín chấp MB Bank là hình thức vay tiền không cần tài sản đảm bảo do ngân hàng quân đội MB cung cấp cho khách hàng nhằm đáp ứng các mục đích tiêu dùng cá nhân. Ngân hàng xét duyệt khoản vay hoàn toàn dựa vào uy tín cá nhân của người đi vay, mức thu nhập hàng tháng và lịch sử tín dụng cùng uy tín của công ty, tổ chức khách hàng đó đang công tác. Sản phẩm vay này phù hợp với những khách hàng đang có nhu cầu tài chính để chi tiêu, kinh doanh, du học, du lịch cơ thể cân nhắc đến hình thức vay vốn này. Các hình thức vay tín chấp MB Bank phổ biến 2022 hiện nay. MB Bank cung cấp một số sản phẩm vay tín chấp bao gồm cho vay tín chấp cá nhân. Vay tín chấp cá nhân MB Bank là sản phẩm vay tiền nhanh không cần tài sản thế chấp, không cần công ty bảo lãnh do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank triển khai. Mục đích gói vay là đáp ứng nhu cầu của khách hàng như đóng tiền học phí, đóng tiền viện phí, mua sắm đồ trong gia đình, tổ chức đám cưới đặc điểm và lợi ích của sản phẩm. MB Bank đang áp dụng lãi suất từ 12,5% một năm với sản phẩm vay tiêu dùng không tài sản đảm bảo. Số tiền cho vay lớn lên đến 500 triệu đồng. Thời hạn cho vay linh hoạt đến 60 tháng. Thủ tục vay vốn đơn giản, người vay có thể dễ dàng chuẩn bị các giấy tờ theo quy định của MB Bank. Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng giúp khách hàng sớm nhận được khoản vay. Phương thức trả nợ linh hoạt, phù hợp với dòng tiền của người vay đặc biệt khách hàng sẽ được tặng gói bảo hiểm nhân thọ MBAL An Phát với số tiền bảo hiểm bằng dư nợ thực tế. Phí bảo hiểm định kỳ tích hợp vào lãi vay để an tâm trước các rủi ro khôn lường của cuộc sống. Cho vay tín chấp dành cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước MB Bank. Nếu bạn là cán bộ công nhân viên chức công tác tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp ở nước, bạn có nhu cầu chi tiêu, mua sắm, du lịch cho bản thân và gia đình. Hãy để MB Bank giúp bạn đáp ứng các nhu cầu đó. Với sản phẩm cho vay tín chấp dành cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước, bạn không cần tài sản bảo đảm, với tín chấp đảm bảo bằng lương, bạn có thể dễ dàng vay vốn tại MB với mức cho vay lên đến 500 triệu Việt Nam đồng và thời hạn vay lên đến 60 tháng. Đặc điểm và lợi ích sản phẩm. Thủ tục vay đơn giản, không cần tài sản bảo đảm. Mức cho vay tối thiểu 20 triệu đồng, tối đa lên tới 500 triệu đồng. Thời hạn cho vay tối đa 60 tháng. Được tặng ngay bảo hiểm theo chính sách của MB từng thời kỳ khi khoản vay được phê duyệt. Phương thức trả nợ linh hoạt, phù hợp với dòng tiền của khách hàng. Cho vay thấu chi hoặc cho vay rút vốn nhanh khách hàng cá nhân. Sản phẩm cho vay thấu chi, cho vay rút vốn nhanh cá nhân của MB giúp bạn có thể sử dụng số tiền vượt qua số tiền trong tài khoản thanh toán một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đặc điểm và lợi ích sản phẩm. Lãi suất cạnh tranh. Sử dụng vốn một cách nhanh chóng, thuận tiện qua nhiều kênh giao dịch như tại quầy hoặc Internet, Banking, Mobile Banking, Bank Plus. Thể. Hạn mức cho vay có tài sản bảo đảm, tối đa lên đến 5 tỷ Việt Nam đồng. Thời hạn duy trì hạn mức tối đa 12 tháng. Cấp hạn mức tín chấp tự động dành cho quân nhân MB Bank. Đây là gói vay dành riêng cho khách hàng quân nhân nhằm hỗ trợ các đồng chí thực hiện các kế hoạch tài chính để vun đắp tương lai cho gia đình với ba hình thức vay vốn linh hoạt nhất: tín chấp, thấu chi hoặc thẻ tín dụng. Đặc điểm và lợi ích sản phẩm. Mức cho vay tối đa 1 tỷ Việt Nam đồng. Mức cho vay cụ thể căn cứ vào cấp bậc và thu nhập hàng tháng của khách hàng quân nhân. Thời hạn cho vay tối đa 60 tháng. Lãi suất cho vay ưu đãi. Thời điểm bổ sung giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn 30 ngày sau khi giải ngân. Đặc điểm gói vay tín chấp ngân hàng quân đội MB Bank. Hiện nay, gói vay tiêu dùng ngân hàng MB có những đặc điểm như sau. Hạn mức cho vay tối đa lên tới 500 triệu đồng. Lãi suất cho vay chỉ từ 12,5% một năm đến 20% một năm thời hạn cho vay tối đa 60 tháng. Phương thức trả nợ linh hoạt, phù hợp với dòng tiền của khách hàng. Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng. Có nên vay tín chấp ngân hàng MB Bank không? Khi vay tín chấp MB Bank, khách hàng sẽ nhận được những lợi ích như sau. Hỗ trợ khách hàng đăng ký vay tiền qua app MB Bank online, đăng ký vay tiền đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Đối với khách hàng vay tín chấp không cần thế chấp tài sản đảm bảo, không cần người bảo lãnh. Hồ sơ được xét duyệt nhanh chóng chỉ từ 2 đến 3 ngày làm việc. Thời gian cho vay tiền trả góp theo tháng linh hoạt kéo dài đến 60 tháng. Hạn mức cho vay lớn khách hàng có thể vay gấp 48 lần thu nhập của bản thân. Hỗ trợ khách hàng tính lãi suất linh hoạt theo dư nợ gốc và theo dư nợ giảm dần. Ưu đãi không thu phí dịch vụ trong quá trình vay tiền. Hỗ trợ khách hàng vay tiền trả góp theo tháng, theo quý hoặc theo quy định giữa người đi vay và ngân hàng MB. Với những ưu điểm này thì khách hàng hoàn toàn nên tin tưởng và lựa chọn MB Bank là nơi vay tín chấp. Điều kiện vay tín chấp ngân hàng MB Bank. Để đăng ký vay tiền tín chấp tại ngân hàng quân đội MB khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau: Là công dân Việt Nam, đang sinh sống và làm việc tại các địa điểm gần chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng MB. Độ tuổi: đối với nữ không quá 55 tuổi, đối với nam không quá 60 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay. Khách hàng có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, KT3 Tại gần chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng MB. Là khách hàng đi làm hưởng lương và được trả lương qua tài khoản hàng tháng và có thời gian công tác tại các cơ quan, sinh nghiệp từ 1 năm trở lên. Đối với các bạn công nhân viên chức thì phải là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo hệ số nhà nước và cán bộ nhân viên, người lao động đang làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước. Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự có lịch sử tín dụng tốt và không được nợ xấu hoặc nợ chú ý, cần phải chứng minh được khả năng chi trả khoản nợ của bản thân. Thủ tục hồ sơ vay tín chấp MB banh theo lương. Hồ sơ vay vốn ngân hàng quân đội MB sẽ phụ thuộc vào từng sản phẩm cho vay. Tuy nhiên có một số giấy tờ chung mà bạn cần phải chuẩn bị đó là giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, KT3, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc quyết định biên chế các giấy tờ chứng minh thu nhập như bảng lương, sao kê lương, ít nhất từ 3 tháng trở lên tại đơn vị quản lý, các giấy tờ chứng minh thu nhập nếu có nguồn trả nợ khác. Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng MB. Các giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo, nếu có. Đơn đề nghị vay vốn kiêm cam kết trả nợ, theo mẫu của MB. Quy trình vay tín chấp ngân hàng MB Bank. Để quá trình vay tín chấp tại MB diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, bạn cần thực hiện theo những bước sau. Bước 1 khách hàng tìm hiểu trước những thông tin liên quan đến vay tín chấp theo lương tại MB bao gồm điều kiện, lãi suất, hồ sơ, thời hạn vay bước 2. Liên hệ với ngân hàng qua tổng đài MB hoặc ra chính nhánh gần nhất của MB để được tư vấn gói vay và yêu cầu làm thủ tục vay vốn. Bước 3. Nhân viên ngân hàng sẽ tư vấn cho bạn khoản vay phù hợp với mục đích sử dụng. Bước 4. Sau khi đã lựa chọn được gói vay, bạn cần cung cấp các giấy tờ cần thiết để tiến hành làm thủ tục vay theo lương tại MB Bank. Bước 5. Nếu hồ sơ vay của bạn đạt yêu cầu, ngân hàng sẽ thông báo kết quả sau. Bước 6, sau đó phía ngân hàng sẽ tiếp nhận hồ sơ và gửi lên cấp có thẩm quyền để xác thực thông tin và giấy tờ do khách hàng cung cấp. Bước 7, cuối cùng, nếu thông tin hợp lệ và đạt yêu cầu, bạn sẽ được ký hợp đồng vay theo lương MB Bank và nhận tiền giải ngân trong thời gian sớm nhất. Lãi suất vay tín chấp MB Bank cập nhật mới nhất 2022 lãi suất vay tín chấp tại ngân hàng quân đội hiện nay dao động từ 12,5% đến 20% một năm tùy từng sản phẩm vay cụ thể như sau, cho vay tín chấp dành cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước từ 17,62% một năm, cho vay tín chấp cá nhân từ 12,5% một năm, cho vay thấu chi cho vay rút vốn nhanh khách hàng cá nhân khoảng 20% một năm. Tuy nhiên mức lãi suất vay tín chấp MB Bank sẽ có sự điều chỉnh tùy từng thời điểm và quy định từng thời kỳ của ngân hàng vì vậy để nắm được lãi suất vay chi tiết bạn có thể đến phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng mb bank gần nhất để cập nhật lãi suất chính xác kinh nghiệm vay tín chấp ngân hàng mb bank một vài lời khuyên dành cho khách hàng khi có nhu cầu vay tín chấp mb bank như sau thứ nhất khách hàng cần nắm rõ cách tính tiền lãi vay tín chấp tại ngân hàng vay theo dư nợ giảm dần hay dư nợ ban đầu tổng tiền phải trả tại ngân hàng theo hai cách này là ngang nhau nhưng sẽ khác nhau về cách thức trả nợ hàng kỳ Lãi suất vay tín chấp tất nhiên sẽ cao hơn lãi suất vay thế chấp vì mức độ rủi ro của khoản vay cao hơn. Thứ hai, lưu ý tìm hiểu kỹ các chi phí có thể phát sinh như bảo hiểm khoản vay, mức phạt trả chậm, trả nợ trước hạn, đặc biệt là các mức phí phạt sẽ quy định rõ ràng tại ngân hàng, đừng nên bỏ qua, tránh bị mất thêm tiền không cần thiết. Thứ ba, xem xét kỹ hợp đồng vay tín chấp, hỏi lại tất cả những điểm chưa rõ tại hợp đồng, các quy định về việc trả nợ hàng tháng như thế nào? Mức phí phạt và các chi phí có liên quan cũng sẽ được quy định tại đây. Thứ tư, khách hàng chỉ nên làm hồ sơ vay tính chấp tại ngân hàng dưới sự hướng dẫn của nhân viên tư vấn, không nên tin vào các lời mời hấp dẫn của các đối tượng bên ngoài với những lời hứa đánh trúng tâm lý khách hàng, tránh tiền mất tật mang.